Đó các bác, đây là con chim mà mình bắt bắt một con chim nó đang bị cái bệnh CRD, bệnh hen. Và sau đây mình sẽ thấy là các bạn thấy là con chim này nó đã gầy đi rất nhiều. Con chim nó đã gầy rất nhiều và các bạn nhìn quan sát cái mỏ của nó đây. Đấy. Nó cứ ngáp ngáp, nó chảy nước mũi và nó bỏ ăn. Đấy, nó gầy. Đó, thậm chí chân có phần hơi khô. Như thế này là nó đã bị được khoảng một thời gian rồi. Nếu như các bạn không chữa cho nó thì nó sẽ bị nặng hơn. Đó thì các bạn tham khảo từ những cái hình ảnh này. Đó, và sau đây mình sẽ thực hiện cái cách tiêm để cho con chim này nó khỏi. Rồi. Cái thao tác mà các bạn tiêm cho con chim như sau. Nếu như các bạn có một người nữa thì hai tay của người kia sẽ cầm hai cái chân dạng ra và bỏ tay vào đây. Mà cái khi mà các bạn cầm như thế này. Đó. Đấy, hai ngón này ôm cánh và ngón này thò đầu ra như này, cầm nhẹ thôi. Đấy, các bạn thấy là con chim này nó cứ ngáp này, đấy nó ngáp này. Đấy. Đấy. Nếu như các bạn không chữa nhanh là con này nó sẽ đây nó trông nó rất là buồn đúng không? Và bây giờ tôi sẽ tiêm. Đây là gọi là một cái 1 phần 10 của 1 cc. Đó. Đấy. Các bạn mua cái xi lanh nhỏ này. Đó. Bố đừng chọc vào tay con. Đấy. Ấy ra. Rồi. Dí sát vào để cho các bác nhìn. Đây là cái phần phần này sẽ là tiêm tiêm vào phần này. Đấy, nhìn đây. Các bạn nhìn cái tiêm phần dưới. Được rồi, bỏ đi, bấm tắt rồi. Đó, đây nha. Đó, dí sát camera vào. Sát vào mũi kim. Nhìn thấy rồi. Đó. Thì các bạn thấy là tiêm nó chỉ vì như vậy thôi. Nếu các bạn có bệnh về chim các bạn có thể gọi cho tôi 0163 5305982. Đây là một cái bài thuốc mà rất quan trọng các bạn có thể làm theo. Ok, cảm ơn các bạn. Đấy, bấm. Ok. Xin gửi lời chào tới tất cả các ông và các chú cũng như các anh và các em. Toàn thể các cháu trong cái cộng đồng những người nuôi chim cu gáy. Thì hôm nay là Thao Chim Cu Gáy quyết định chia sẻ một cái bài thuốc mà có lẽ là cũng từ cái việc nuôi số lượng nhiều và nuôi thời gian cũng lâu, bà đã đúc kết được ra một cái bệnh mà theo mình là nên chia sẻ cho mọi người. Bởi vì quan điểm của mình là biết cái gì thì mình cảm thấy thực tế và ra được kết quả. Những cái công thức cũng như những cái bài thuốc mà nó thực sự là đã ra được kết quả thì mình sẽ chia sẻ. Đó, mình sẽ chia sẻ để cho mọi người cùng nuôi và cùng chơi, cùng đam mê, cùng thưởng thức. Bởi vì mình rất yêu thích chim cu gáy và đó cũng là cái tâm huyết cũng như là cái đam mê và đến bây giờ có thể nói là sự nghiệp của mình. Thì để tránh không đi vào nội dung chính của video hôm nay thì Thao sẽ chia sẻ mấy cái bài là với cái nội dung như sau. Nội dung là bài thuốc trị bệnh hen hay là còn gọi là bệnh CRD. CRD trong gia cầm cũng như là ở chim cu gáy, chim bồ câu. Cái bài thuốc cái thứ nhất là mình sẽ nói về cái nguyên nhân. Nguyên nhân của cái bệnh này á thì là do thay đổi thời tiết, do đang nắng to rồi quay ra mưa và mưa triền miên rồi lại nắng to, do độ ẩm không khí, do cái môi trường của chúng ta ẩm thấp và mật độ dày, do con chim nó không được vệ sinh chuồng trại tốt, và do cái chính xác là mình cũng gọi là cái giao mùa, đấy, cái thời tiết rất khó chịu, đấy, cái bệnh này nó lây qua đường hô hấp, lây đường không khí, đó, thì cái bệnh này nó là thứ nhất là nguyên nhân như vậy.
Thế còn cái triệu chứng của nó, cái triệu chứng của nó thì báo cáo với các bác là đầu tiên nó sẽ chảy nước mũi và có triệu chứng là bỏ ăn, ăn ít, gầy dần, và mới đầu thì đứng gần thì các bạn cảm giác như nó hơi khó thở, hen khoẹt nó. Và có một giai đoạn là ở cái mi mắt của nó cũng đỏ mọng và thỉnh thoảng hơi lim dim, chảy nước mắt và chảy nước mũi. Đặc biệt là nếu như giai đoạn bị nặng là có thể là nhìn thấy rõ là hen, khó thở. Và cái bệnh này thì nó sẽ không chết đột tử như những cái bệnh liêm cất sơn hay là những cái bệnh về trúng gió, bệnh gì à. Bệnh này có thể là dai dẳng, gầy và kém bỏ ăn rồi gầy giọt như một con cò mùa đông, và nó sẽ chết trong vòng khoảng một thời gian tới, có thể là một tháng, hơn một tháng. Nó tùy vào cái thể trạng, tùy vào cái mức độ. Rất là nguy hiểm. Bệnh này rất nguy hiểm mà nhiều người cũng không biết là bệnh gì mà chữa kiểu gì cả. Thì trước thì mình cũng có những cái kinh nghiệm dân gian, rồi hỏi những cái bậc tiền bối, rồi rất rất nhiều. Có thời gian đầu thì mình cũng rất là khó khăn cho cái việc này. Nhưng sau đó thì mình cũng đã dùng cái thực tế từ cái số lượng nhiều, và cũng có một số trường hợp là mình đã ghi chép và đã đúc kết ra bài thuốc này, là mình xin mang cả cái danh dự của mình ra gây dựng cái vườn chim để mình khẳng định các bạn là đã chữa khỏi thành công 100% nếu như các bạn làm theo, làm đúng và làm đủ đó. Thì cái thuốc để cho cái bệnh này là như như sau. Thứ nhất là về thuốc uống thì các bạn cũng có rất có thể mua một hai loại thuốc có cùng một cái chức năng như sau, nhưng những cái tên thuốc mà nó có chữ CRD là những cái, hoặc là như cái những cái tên, những cái gói thuốc mà có chữ CRD hen khoẹt hoặc là CRD là các bạn có thể mua thuốc uống được đấy. Thì các bạn mua uống đấy thì uống theo cái chỉ dẫn và cái quy định hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Cái này các bạn nên uống từ 3, 5 ngày, 7 ngày một đợt, và nên uống phòng luôn cũng được. Uống vào những cái thời điểm giao mùa và thời tiết, thời điểm độ ẩm rồi mưa mưa nhiều. Nhưng cái thuốc nếu mà chỉ uống không thì chắc chắn là tôi sẽ khẳng định là rất là khó khỏi và rất là lâu. Nó thì các bạn thân mến, thì một cái điều mà mình khuyến khích các bạn là nếu như các bạn đam mê, các bạn sẽ làm theo là cái thuốc tiêm. Cái thuốc tiêm này thì các bạn thấy là đây là cái thuốc, tên thuốc như thế này. Mình học không được giỏi tiếng Anh lắm nhưng mà mình cũng gây dịch nó là như vậy. Và các bạn nên mua đúng cái thuốc này. Thuốc này các bạn mua thuốc tốt, nhưng với cái nọ thuốc này là có cuộc gọi cho tắt bảo rồi. 120 ngàn, và cái gói này thì nó cũng chỉ khoảng mấy chục thôi. Đó, mình không nhớ lắm. Và quy trình là các bạn lên dùng một cái xi lanh. Ở đây tôi minh họa luôn là dùng cái xi lanh nhỏ. Loại xi lanh này mình gọi là loại xi lanh nhỏ nhất của trong thú y tiêm các bạn ạ. Và các bạn dùng cái này, các bạn tiêm 1 phần 10. 1 phần 10 của 1 cc nhá. Đấy. Và tiêm vào đâu? Các bạn cầm ngửa con chim ra. Và nếu như các bạn tự làm thì, hoặc là các bạn nhờ một người cầm hai cái chân để rang ra, thì các bạn hình dung như là cái phần lườn ở khi ngửa con chim lên thì nó có một cái phần gọi là, mình gọi là cái phần da rất là nhiều, mà nó gọi là cái lách của mình. Nếu mà hình dung như 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 cái ấy mình gọi là cái bẹn đấy, thì các bạn lên rang cái chân ra và các bạn tiêm phần qua da nhưng không vào thịt. Đấy. Và vì sao tiêm đấy? Thì nếu như các bạn tiêm vào những chỗ khác thì thường là khi tiêm xong các bạn rút mũi kim ra thì có thể là cái độ căng của cái da nó sẽ ép làm cho thuốc lại chảy ngược qua cái lỗ tiêm. Tôi cũng qua cái thực tế tôi thấy là như vậy. Còn nếu như các bạn mà
Tiêm vào cái phần đúng như tôi chỉ định thì các bạn rút kim ra là nó là một cái khu gọi là nó nhiều nhiều da ít thịt và nó võng chảo xuống thì cái lượng thuốc sẽ nằm im trong cơ thể con chim. Và tôi khuyến cáo là các bạn không lên tiêm vào vùng cánh và vùng chân của con chim, bởi vì nếu vô tình các bạn tiêm vào đó nó sẽ đau, và nếu như tiêm quá nhiều nó sẽ gây ra cái trường hợp tập tập tễnh hoặc là bị lặn thì có thể bị liệt. Thì các bạn cố gắng là tiêm 1 phần 10 cc, thì các bạn lên pha hoặc là lên tiêm như thế nào đấy theo đúng định nghĩa 1 cc và 1 phần 10 cc, và 2 ngày các bạn tiêm một mũi, và các bạn tiêm cho tôi khoảng 2 đến 3 mũi, thậm chí có con một mũi đã khỏi rồi các bạn ạ. Thế thì cái bài thuốc này tôi chia sẻ trên tinh thần bằng cả trái tim của tôi khẳng định, và tôi đã nhốt ra rất nhiều chuồng cho uống nhiều loại thuốc, tiêm loại thuốc, và tôi hiện tôi đã chữa cho một số anh em ở thân gần và bản thân ở vườn chim của tôi khỏi 100% bệnh hen, bệnh suyễn, nó bệnh CRD hen khẹp, bỏ ăn kém ăn đó. Thì cái video này hy vọng rằng các bạn sẽ tham khảo các bậc tiền bối về chuyên môn thú y cũng như anh em khác, nếu đã biết, nếu có công thức khác hay hơn tôi không nói, nhưng tôi nói đây là tôi chia sẻ, các bạn làm đúng, làm đủ, làm đúng quy trình thì tôi khẳng định là thành công. Tôi không xui dại các bác hay là tôi không được cái gì ở cái này nhỉ. Thậm chí nếu như tôi đăng lên cũng có những người, còn thậm chí là có những người không tốt, họ cũng đã có những lời lẽ khó nghe. Nhưng mà nếu như trước khi các bạn comment nhắn tin những cái lời lẽ khó nghe đấy, thì bạn cứ thử nghĩ xem các bạn đã làm cái gì cho cộng đồng, các bạn đã đăng cái gì thực sự là có giá trị bổ ích, thì các bạn hãy bình luận những cái lời khó nghe như vậy. Bởi vì thay vì những lời động viên, những lời cảm ơn, nó làm cho cái sự khuyến khích, cái tính chia sẻ kiến thức qua mạng internet, đó là những cái lời chê, những lời ném đá ném gạch trên mạng, thì quả thật là nó sẽ bóp nghẹt tất cả cái sự sáng tạo và sự chia sẻ cho cộng đồng đó. Thì trên cái kênh Chim Cu Gáy Hay trên YouTube và trên Facebook thì tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều bài, có những video tôi ẩn bỏ chế độ nhận xét, bởi vì thực ra là cũng rất là nhiều người khen, nhưng mà tôi đọc được những cái lời chê là tôi cảm thấy rất là không 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 thích đọc. Chính vì vậy tôi thay vì thế tôi đăng lên tôi ẩn bỏ chế độ, hoặc là tôi để tùy, thế là do quyền quản trị của từng người, thì cũng thể là các bạn cũng có thể chia sẻ. Thì cuối video tôi không biết nói gì hơn, xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian trong thời gian qua đã quan tâm đến Thao cũng như kênh Chim Cú Gáy Hay. Số điện thoại là 01 63 53 05 982. Các bạn có thể qua cái kênh này thì các bạn có thể nắm bắt trao đổi với tôi về kinh nghiệm, về cái thực tế, cũng như các bạn có thể là đặt những chú chim giống của tôi, những chim đôi chim bố mẹ, những đôi chim da già, những chú chim hậu bị, chim trắng tinh thì là chim Pháp, chim có vành đen ở cổ là chim Nhật. Trong thời gian vừa tới đây thì tôi cũng sẽ cho ra một cái đơn hàng, một loạt là chim vú nuôi là Nhật hoặc Pháp, hoặc Nhật Pháp hoặc như thế nào đấy, là đã đẻ rồi, đã sinh sản rồi, là 400 ngàn một đôi. Thì hiện bây giờ tôi đang bán với số lượng là mỗi một ngày khoảng 10 đôi, là cho các anh em các tỉnh trên mọi miền Tổ quốc, thì cũng khả năng trong vòng khoảng 1 tháng nữa thì cũng sẽ là hết, là không còn nữa mà bán. Hoặc là những cặp trứng chim, hoặc là những chú chim mồi, những chú chim khách. Tóm lại là bên cái kênh của mình thì mình phát triển chủ yếu là vườn trại con chim cu gáy. Ngoài ra thì mình ở gần trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương thì mình cũng có bán và úm, anh em người nhà cũng có gây nuôi úm và con đà điểu đấy, hoặc là những con chòe chòe than thì anh em ở đây họ bẫy được thì mình cũng mua của các họ và mình úm, mình vào cám và mình bán cho anh em, bán kèm vào với cái kênh chim cu gáy và những con chim đa đa cũng như vậy. Ngoài ra không có gì hơn, mình không chơi khuyên hay không chơi chào mào gì cả. Cái nhu cầu mà kinh doanh, nhu cầu kiếm tiền thì thực sự là ai cũng cần, và chúng ta làm việc trên cái cơ sở là cần cù, khiêm tốn, lành mạnh thì tôi nghĩ là ai cũng ủng hộ tôi thôi.
Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể là gọi điện cho tôi vào cái số điện thoại là 0163530982, hoặc là cái số tôi cũng mới gây dựng là 0979 0979 0989, xin lỗi các bạn, 0989177982. Zalo thì tôi dùng và đăng ký bằng cái số điện thoại là 0163530982. Kênh YouTube các bạn vào search thì là Vũ Văn Thao hoặc là Chim Cu Gáy Hay. Facebook cũng là Chim Cu Gáy Hay. Ngoài ra thì các bạn có thể cố gắng, là tôi cũng chia sẻ đây, thì các bạn nên gọi tôi vào những cái giờ, tránh những cái giờ ngủ và giờ ăn cơm ra. Để thực sự là cái lượng nghe là điện thoại của tôi thực sự đến giờ phút này là quá tải. Đấy, nhiều bạn rất có những bạn cứ nghĩ là tôi có không coi trọng khách hàng, nhưng thực sự là nếu các bạn đến một cái ngưỡng như thế thì các bạn mới thấy hiểu được cái sự vất vả khi mà chiều lòng được hết tất cả khách hàng của mình. Thì chính vì vậy tôi khuyến khích các bạn lên tìm hiểu kỹ cái trang của tôi và lên thăm vườn của tôi, cũng như đặt hàng của tôi. Có thể các bạn chuyển khoản trước hoặc các bạn có thể là gọi điện cho tôi, chứ trả lời tin nhắn thì chỉ có những buổi tối tôi online, bật máy tính, bật điện thoại lên rỗi thì tôi mới có thể trả lời. Mà thường các bạn xác định mua cái gì rõ ràng thì các bạn lên gọi điện trực tiếp, gọi 1 2 3 lần tôi thấy đặc biệt thì tôi sẽ nghe và tôi sẽ gọi lại. Đấy, thực sự là có những lúc tôi đang gọi thì có thể là rất nhiều cuộc gọi chèn vào, tôi không thể nghe hết được. Nên các bạn nên gọi lại tôi 1 1 2 lần. Đấy, thì là tất nhiên là cũng có thể là gọi lúc nọ không được thì gọi lúc kia, chứ không ai bận mãi được. Thì cuối video tôi xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn sẽ có được những chú chim của các bạn, có được sự lựa chọn của các bạn trên cái kênh Chim Cu Gáy Hay, thì các bạn có thể theo dõi. Nếu như các bạn thấy hợp lý thì các bạn có thể ấn vào nút đăng ký kênh để các bạn luôn là khách hàng người đầu tiên đón nhận những cái video mới chia sẻ của mình. Hoặc các bạn bấm khi mà chúng tôi có những bài viết mới trên Facebook và trên YouTube. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc thật hiệu quả. Chúc các bạn có được cuộc sống, có những cái niềm vui từ những chú chim của chúng ta. Thân ái, chào tạm biệt.